Hoàng Hạ Huệ có thể nói là một trường hợp lạ của làng giải trí Hồng Kông vì nghiện thẩm mỹ tới mức khuôn mặt bị biến dạng, mặc dù trước kia cô sở hữu một nhan sắc đình đám của showbiz. Mặc dù là mang danh thảm họa thẩm mỹ của Hồng Kông, thế nhưng hiện tại Hoàng Hạ Huệ vẫn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, mặc dù có chút khác người và tràn ngập chiêu trò. Mỹ nhân đình đám của Hồng Kông chấp nhận làm vợ bé cho đại gia. Hoàng Hạ Huệ bước chân vào showbiz khi còn rất trẻ, mới 15-16 tuổi. Với nhan sắc xinh đẹp, cô đã tham gia rất nhiều bộ phim của Hồng Kông và gây ấn tượng tốt với khán giả. Năm 18 tuổi, Hoàng Hạ Huệ hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Lâm Giao. Được biết, chính Hoàng Hạ Huệ là người chủ động theo đuổi, còn Lâm Giao thì miễn cưỡng đồng ý vì sự nhiệt tình của người đẹp. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Hoàng Hạ Huệ lại bắt đầu cặp kè với người khác. Đó là ông trùm hai giới thương nghiệp, chính trị, luật sư Hồ Bách Toàn, hơn cô 23 tuổi và đã có gia đình. Hồ Bách Toàn hết mực yêu chiều Hoàng Hạ Huệ, mỗi tháng đều cho bà rất nhiều tiền tiêu vặt và bất động sản. Dù không có danh phận gì nhưng nữ diễn viên vẫn sinh cho vị đại gia này 6 người con, 4 trai, 2 gái. Hồ Bách Toàn từng tổ chức một hôn lễ không được pháp luật thừa nhận với Hoàng Hạ Huệ. Khoảng thời gian khó khăn do phẫu thuật hỏng, lo lắng bị người tình đại gia bỏ rơi khi nhan sắc tàn phai, Hoàng Hạ Huệ bị mắc bệnh trầm cảm, thậm chí còn muốn tự sát. Từ đó, bà bắt đầu nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, muốn níu giữ lại thanh xuân cũng như trái tim của người tình. Tuy nhiên khi ấy, phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa phát triển như bây giờ. Không ngừng động chạm dao kéo, khuôn mặt thanh tú khi xưa của Hoàng Hạ Huệ dần thay đổi, biến dạng càng ngày càng xấu. Lúc này, Hồ Bách Toàn bắt đầu xa cách cô, không còn chu cấp về mặt kinh tế. Số tiền tiết kiệm trước kia cũng vì thói xa hoa lãng phí của nữ diễn viên mà chẳng còn lại gì. Không có tiền bạc, Hoàng Hạ Huệ không thể tiếp tục ở lại Hồng Kông, chỉ có thể tới sống ở Thâm Quyến. 6 người con do Hoàng Hạ Huệ sinh ra đều rất thành công trong sự nghiệp, đều không chịu chăm sóc bà. Nữ diễn viên đã có một quãng thời gian vô cùng khó khăn, không có gia đình, tình thân, không hôn nhân, không tình yêu. Cái kết đẹp cho thảm họa thẩm mỹ Hồng Kông. Cứ ngỡ cuộc đời của Hoàng Hạ Huệ sẽ trôi qua một cách mờ nhạt thì bà lại bất ngờ có được mùa xuân thứ hai. Đó là Phan Bình Liệt, người được mệnh danh là cha đẻ của đua xe Hồng Kông. Phan Bình Liệt từng có hai cuộc hôn nhân thất bại và Hoàng Hạ Huệ chính là người ở bên ông trong lúc khó khăn. Chính vì lý do này, Phan Bình Liệt đã quyết định cùng Hoàng Hạ Huệ khi đó đã 50 tuổi sang Mỹ đăng ký kết hôn. Phan Bình Liệt rất yêu thương Hoàng Hạ Huệ, không e dè ngại ngần trước khuôn mặt biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của bà, cũng bao dung cho những hành động chiêu trò khác người của nữ diễn viên. Ở tuổi 81, Hoàng Hạ Huệ muốn tổ chức tang lễ cho chính bản thân mình, Phan Bình Liệt không hề phản đối. Hoàng Hạ Huệ từng muốn tổ chức sinh nhật cho ông xã nhưng lại không sắp xếp thỏa đáng, khiến cho nhiều nghệ sĩ không có chỗ ngồi, thậm chí còn cãi nhau. Lúc đó, nữ diễn viên đã đăng một tấm ảnh bán khỏa thân lên mạng xã hội để xin lỗi, Phan Bình Liệt cũng chẳng trách móc. Mặc dù trong mắt của công chúng, Hoàng Hạ Huệ là thảm họa thẩm mỹ Hồng Kông, là một người chiêu trò, bất chấp tất cả để thu hút sự chú ý. Nhưng với Phan Bình Liệt, bà vẫn là người vợ mà ông yêu thương hết mực. Ở đất nước mặt trời mọc xinh đẹp, có một mỹ nam mặt rắn vô cùng nổi tiếng tên là Matt. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, anh dấn thân vào showbiz, thực hiện hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, khiến cho mặt mình trở thành một bề kem tượng sáp, khuôn mặt đơ như khúc gỗ. Thế nhưng anh không hề có ý định dừng lại. Pha trùng tu nhan sắc thành bạn trai của búp bê Barbie. Matt là con trai thứ hai của cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản Makoto Kuwata. Mỗi tháng, Matt được nhận số tiền tiêu vặt khoảng 61.000 nhân dân tệ, tương đương 215 triệu đồng. Được biết, Matt dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để nâng cấp hình ảnh. Nam người mẫu đã thực hiện phẫu thuật mở hốc mắt, nâng mũi, sửa cằm. Mỗi tháng anh dành ra 3.000 đô la Hồng Kông, 9 triệu đồng để cấy mi và lông mày cùng nhiều liệu trình sắc đẹp khác. Mặc dù đặc thù của nghề nghiệp khiến anh phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng Matt đã dành tới hơn nửa năm không tham gia bất cứ hoạt động nào vì anh cảm thấy cạn kiệt sức lực. Trong khoảng thời gian này, Matt đã thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ khác như làm đẹp bằng laser, tẩy da chết, nối mi. Bố của Matt hoàn toàn ủng hộ quyết định làm đẹp của anh. Xuất hiện tại sự kiện ở Tokyo vào cuối tháng 3, Matt trở thành tâm điểm chú ý với gương mặt được make up trắng phớ. Rất nhiều người cho rằng, sau khoảng thời gian chạy theo hình tượng mặt cứng đơ, Matt dần trở nên tươi trẻ và giàu sức sống hơn với phong cách hiện tại. Vì cuộc sống giàu có, nên Matt không bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền.
anh thỏa sức chi tiêu cho công cuộc làm đẹp của bản thân. Matt từng tiết lộ anh không hề biết cách đi tàu điện ngầm trong suốt khoảng thời gian đi học. Mẫu nữ Trung Quốc 16 tuổi sau 70 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một cô bé sở hữu nhan sắc bình thường, tiểu Z Nana dần tự biến mình thành thảm họa thẩm mỹ sau những cuộc giải phẫu. Thực tế, tiểu Z Nana là một nhân vật gây tranh cãi nhiều trên mạng xã hội bởi quan điểm về thẩm mỹ và làm đẹp của cô. Có thể nói, hiện nay chuyện cái đẹp nhân tạo không còn là điều gì quá mới mẻ và đáng lên án. Tuy nhiên, trong trường hợp của tiểu Z Nana thì hoàn toàn ngược lại, bởi lẽ nàng mẫu này đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Chính tiểu Z Nana từng thừa nhận rằng bản thân đã trải qua 70 cuộc giải phẫu thẩm mỹ để có gương mặt như hiện tại. Tuy nhiên, do quá lạm dụng việc thẩm mỹ mà gương mặt của tiểu Z Nana hiện nay đã hoàn toàn biến dạng. Nhiều người thậm chí còn ví cô là người sở hữu gương mặt rắn đáng sợ. Khi nhìn vào gương mặt của tiểu Z Nana, người ta chỉ thấy hai đôi mắt to quá cỡ, cằm nhọn hoắt, đôi môi cùng gò má cứng đờ như tượng. Trên trang thông tin cá nhân, tiểu Z Nana chia sẻ cô sinh năm 2005, nhưng có nguồn tin khác cho hay thực chất cô sinh năm 2004. Nếu vậy thì năm nay cô mới bước sang 16 tuổi. Tuy nhiên, tiểu Z Nana tiết lộ rằng cô bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi. Bà Jolin được mọi người nhắc đến là một nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Vì nghiện làm đẹp và muốn thỏa mãn sở thích của chồng, Jolin đã tự biến mình thành một cô mèo nhỏ. Thế nhưng, không những nhan sắc bị hủy hoại nghiêm trọng mà cuộc hôn nhân của cô cũng kết thúc chẳng hề êm đẹp. Mưu nữ tỷ phú Jocelyn Windenstein. Có thể nói cuộc đời của bà Jocelyn gắn liền xã hội thượng lưu và hàng loạt những tai tiếng từ chuyện tình cảm, ly hôn cho đến việc biến dạng nhan sắc. Jocelyn Windenstein tên thật là Jocelyn Dejanis Da Silva Pereira Peristet, sinh năm 1940 tại Lausanne, Thụy Sĩ trong một gia đình trung lưu. Trước năm 17 tuổi, cuộc đời của bà Jocelyn hầu như không được ai biết đến, cho đến khi bà cặp kè với nhà sản xuất phim nổi tiếng người Thụy Sĩ Shirin Puget, cuộc sống của bà bắt đầu bước sang một trang hoàn toàn mới. Nữ tỷ phú 78 tuổi cũng chia sẻ bà chưa bao giờ có ý định theo đuổi một nghề nghiệp nào cả bởi bà cho rằng mình có một tài năng khác biệt. Bà Jocelyn sau đó hẹn hò với nhà làm phim Sergio Gopi trong khoảng 5 năm, bước chân vào xã hội thượng lưu giúp cho bà Jocelyn có cơ hội tiếp xúc và quen biết với rất nhiều nhân vật giàu có tiếng tăm và địa vị xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Sau đó, Jocelyn quen được với tay buôn vũ khí người Ả Rập, Adnan Khashoggi. Alex Winnerstein sinh ra trong một gia đình giàu có, chuyên sưu tầm nghệ thuật và là chuyên gia trong giới đua ngựa. Đến cuối tháng 4 năm 1978, Alex và Jocelyn chính thức kết hôn tại Las Vegas. Chỉ một năm sau khi kết hôn, Jocelyn bắt đầu vung rất nhiều tiền cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Bắt đầu từ cuộc phẫu thuật nâng mí mắt, bà Jocelyn trải qua nhiều năm, dần dà thay đổi diện mạo để trở thành một cô mèo nhỏ của chồng. Theo Daily Mail, bà Jocelyn đã chi khoảng 2,7 triệu đô cho các cuộc thẩm mỹ chỉ vì để thỏa mãn sở thích các loài động vật họ mèo của Alex. Việc phẫu thuật thẩm mỹ của Jocelyn không mang lại kết quả như mong đợi. Chứng nghiện phẫu thuật của Jocelyn ngày càng trở nên mất kiểm soát, cộng thêm việc khuôn mặt bà cứ biến dạng dần. Méo mó đến mức phát khiếp đã đẩy cuộc hôn nhân của bà đến bên bờ vực thẳm. Đến năm 1997, bà Jocelyn phát điên lên khi bắt quả tang tại trận Alex ngoại tình. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến một vụ to tiếng ẩu đả mà Alex bị cáo buộc đã rút súng chĩa vào Jocelyn và sau đó bị tạm giam một ngày. Alex nhất quyết đâm đơn ra tòa ly hôn với Jocelyn. Cuộc ly hôn của bà Jocelyn và Alex từng tốn không ít giấy mực và là đề tài khai thác nóng hổi trong suốt 2 năm trời của các tờ báo. Thời điểm đó, báo chí cũng hầu như tập trung viết về sự biến dạng nghiêm trọng do thẩm mỹ của bà Jocelyn. Nhiều tờ báo lá cải đặt cho bà cái tên là cô dâu của Windenstein và miêu nữ. Trải qua gần cả đời người chìm nổi trong xã hội thượng lưu với hai cuộc ly hôn chẳng mấy êm đẹp, ở độ tuổi 78, giờ đây bà Jocelyn phải nhận về những đắng cay ê chề nhất. Chẳng còn người đàn ông nào ở cạnh bên, tiền bạc không có, nhan sắc bị hủy hoại nghiêm trọng. Thảm họa từ những đôi môi như cá dọn bể. Sự ra đời của những thần dược làm đẹp không giao kéo như filler hay Botox đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành thẩm mỹ trên toàn thế giới. Vào năm 2011, cô gái trẻ Christina Ricci từng sở hữu đôi môi khủng nhất thế giới với khoảng 100 lần tiêm. Dưới đôi bàn tay của phù thủy filler, đôi môi quá khổ đã che hết cả đường thở của cô gái. Đối với những con nghiện thẩm mỹ hạng nặng, đây mới là dáng môi quyến rũ đáng mơ ước.
bà mẹ đơn thân người Anh Alia Bean luôn có cảm giác đôi môi của mình vẫn hơi mỏng. Chính vì thế mà cô đã trải qua rất nhiều lần tiêm filler môi. Hầu hết chủ nhân của những đôi môi vịt Donna này đều từng bị ám ảnh rằng môi mình quá mỏng, cho nên họ mới điên cuồng lao vào các ca làm đẹp. Từ một người mẫu có triển vọng, Priscilla Caputo đã phá hủy sự nghiệp của mình khi ngày càng lấn sâu vào cơn nghiện tiêm môi. Giờ đây dù có muốn, họ cũng không thể nào lấy lại được vẻ đẹp tự nhiên trước kia. Với những lời mời gọi vô cùng là cuốn hút, như là chi phí rẻ, không đau đớn, không tác dụng phụ, đẹp luôn và ngay, đã khiến cho nhiều chị em phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của việc hoàn thiện giấc mơ làm đẹp của mình. Và sau đó họ đã tìm đến Botox filler. Thế nhưng, ngoài những trường hợp quả biến thành công, thì cũng không ít phụ nữ đã tự hủy hoại nhan sắc vốn có của mình vì cơn nghiện thẩm mỹ quá đà. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.